Một bí mật có thể bạn chưa biết đó chính là tiệm bánh mì của anh Streamer Biu Biu cũng có bán luôn bò kho với lại cà ri. Tôi thấy giá nó cũng bình dân nên là hôm nay mình cùng mua về ăn thử coi chất lượng ra sao ha mọi người. Lần đầu ăn thử. Cho em hỏi cái bò kho với cà ri có bán mang về không? Dạ có. Chị lấy cho em một phần bò kho hay một phần cà ri gà. Mỗi mình 95. Và bây giờ xin giới thiệu mọi người hộp bò kho và hộp cà ri ở tiệm bánh mì Biu Biu của tôi ngày hôm nay. Hai cái này mọi người tôi mua sẽ tổng cộng tất cả là hết 90.000. Nhìn nó cũng khá là hoành tráng luôn và giá vậy thì tôi thấy nó cũng rất bình dân nha. Đầu tiên thì mình sẽ có được hai cái dễ thấy nhất chính là hai ổ bánh mì. Cái hộp này mọi người thấy cái màu nó đậm đậm nè, chắc là bò kho. Còn cái hộp dưới đây thì cái màu nó sẽ vàng hơn thì là cà ri. Ngoài hai cái hộp này ra thì trong đây mình sẽ có được hai cái muỗng, hai cái đũa với lại hai cái khăn mọi người. Sau cùng là hai hộp muối, một cái là muối ớt, một cái là muối tiêu. Trước khi mà mở thì mấy bạn nhận xét về ngoại hình xíu đi. Nhìn cái hộp nó cũng khá là chắc chắn đẹp đẽ nha. Nói chung là ưng cái này, ta mở nó ra. Wow, nhìn cái màu sắc nó rất là hấp dẫn mọi người. Nhưng mà cảm giác là trên cái nắp này nó đóng mở hơi nhiều nha. Bên trong cái hộp cà ri này mình sẽ được 1, 2, 3 cục thịt gà tất cả mọi người. Mà cục nào cục nấy mấy bạn thấy nó cũng rất là to, nhìn hấp dẫn ha. Thì bên dưới mình sẽ còn lại nước với lại khoai lang mọi người. Chấm miếng vô. Một điểm cộng là cảm giác tôi rất là bất ngờ luôn mọi người. Tôi không ngờ là tiệm bánh mì Biu Biu nấu được cái vị cà ri mà nó truyền thống như vậy luôn. Bạn ăn vô nghe một cốc dừa rất là thơm luôn. Cái vị chủ đạo của cà ri là vị ngọt, nói chung là ăn rất là đã. Giờ tôi sẽ ăn miếng thịt gà. Gà người ta nấu nó mềm tới nỗi mà tôi vừa lụm vô là nó bể ra luôn mọi người. Tôi chưa cần cắn luôn á. Nếu mà hỏi tôi bao nhiêu điểm thì là 8 nha mọi người. Tại vì nước lèo quá ít và lại thịt gà hơi bở một xíu. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển vào phần bò kho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cục tất cả mọi người. Tính ra một cái hộp như thế này bán 50.000 thì vậy tôi thấy rẻ nha. Chứ không có bị mắc đâu. Miếng thịt đó nó vừa có nẹt vừa có phần gân bên đây. Cho các bạn coi thêm cục này nữa. Đó. Bò người ta hầm rất là mềm luôn mà nó vẫn giữ được cái độ dai của gân mọi người. Ăn vô vẫn còn cảm giác sừng sực rất là đã. Nhưng mà tôi cảm giác cái nước bò kho này người ta kho hơi mặn một xíu nha.